mọi người cùng cắm hoa cho nhiều nhất. Căng 8 phút nhưng mà còn thấy lâu nữa. Con lấy cho mẹ ít hoa ở bên đấy đi. Mẹ ơi, khi mua một thùng thì được tặng mấy cái bút chì. Mẹ cũng không biết. Màu xanh như là chớp chớp. Đâu mà? Đó. Đó. Cái chim mà. Nhau. Nhau. Không, đi cả ô tô luôn. Cái gì này? Ý là Quân có hay coi cái TikTok là anh ơi mấy giờ rồi không? À anh ơi, em lạnh quá anh ạ. Đúng không? Mấy giờ rồi? 6 giờ 30 mình. Nhưng mà ý là mẹ muốn làm mai mẹ với Tôm sẽ quay vào cái video nhá. Mẹ ngồi trước nhận lái Tôm trên xe máy. Tôm nói là mẹ nói là có ông Quân nói chứ là mẹ anh ơi mẹ anh ơi mấy giờ rồi mẹ mô mẹ anh ơi Quân lạnh lắm. À đúng rồi mẹ anh ơi con lạnh lắm. Mấy giờ rồi con? 6:30 mẹ. 6:30 rồi mẹ.
6:30 giờ mẹ. Ý là mình đang đi xe máy xong mình để quay ra đi xe nào. Cà chua, Tôm Tôm thấy cái chen đấy chưa? Rồi, à. Có người người ta giàu thì người ta ngồi chen ô tô, nhưng mà mình làm nghèo đi thì mình ngồi chen xe đạp của ông ngoại. Không, phải ngồi trên xe đạp của con chứ. Ừ, ngồi xe đạp xấu hơn. Ý là phải mang cho mình nghèo đi đó. Tôm thì nói là, mẹ anh ơi, con lạnh lắm rồi mẹ. Mẹ anh ơi, con lạnh lắm rồi mẹ. Tôm thì nói cái giọng vụ. Mẹ anh ơi. Mẹ anh ơi, con lạnh lắm rồi mẹ. Đúng rồi. Xong rồi. Nắng ơi. Con làm xong rồi. Mẹ nghe con nói không? Nghe. Con làm xong rồi. Xem cô Linh đang làm gì mà chơi với Linh. Mãng rồi. Chưa 18.000 sáng nay mà. Em nghe đây. Hồi chiều con đưa cho mẹ chi rồi nhỉ? Con đưa rồi. Mẹ để em mua. Ở xong rồi mẹ. Ở xong rồi mẹ mua 2 cái kem. Kem mình đã hoàn thành xong rồi. Mẹ mua 3 cái là 2 cái. Bye bye.